Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mang lại nhiều cơ hội về xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam, song để nắm bắt được cơ hội này, doanh nghiệp phải vượt qua vô số rào cản thương mại. Do đó, ngoài sự tự lực của bản thân, doanh nghiệp cũng cần đến các biện pháp hỗ trợ của nhà nước. Môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập đang biến đổi rất nhanh, đòi hỏi doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải có chiến lược và kiến thức về thị trường. Các doanh nghiệp cần nỗ lực để trở thành một mắt xích trong chuỗi liên kết giá trị toàn cầu, bắt kịp các xu hướng sản xuất, quản lý, công nghệ, từ đó sớm chủ động và tích cực hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với một doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài ấy, thì cái quan trọng đầu tiên đấy là những cái thông tin về cái xuất xứ của hàng hóa doanh nghiệp và có một cái tư duy, có một cái hiểu biết gần như là toàn cầu, nhưng mà vẫn phải rất là thông hiểu những cái tri thức, những cái thông tin về địa phương để có thể cạnh tranh cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Vào TPP, môi trường kinh doanh sẽ có động lực để thay đổi. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất khu vực thế giới. Doanh nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu Việt Nam cần xác định rõ các điều kiện của từng ngành đặc thù để có chiến lược đầu tư, liên kết kinh doanh phù hợp. Khi mà ta hội nhập thì ta không thể dùng những cái sản phẩm thế mạnh của nước khác được. Và như vậy là ta đánh mất cái lợi thế của mình. Thì chỉ có người Việt Nam chỉ có cách là chọn những cái sản phẩm mà đó là lợi thế của Việt Nam. Thì chúng ta mới thứ nhất là đứng vững được trên thị trường của mình và thứ hai là có thể chiếm lĩnh được thị trường nước ngoài. Xác định rõ TPP là hiệp định toàn diện mang lại cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều buổi phổ biến, tọa đàm, hội thảo nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có những định hướng và chiến lược cải thiện năng lực nội tại, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, vận dụng linh hoạt các ưu đãi của TPP, góp phần đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trong thời gian vừa qua, cùng với cả sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Cục Xúc tiến Thương mại, cũng là một trong những đơn vị được giao tổ chức một cái hoạt động, sự kiện tuyên truyền phổ biến giới thiệu hiệp định thương mại song phương, hiệp định thương mại đa phương như là TPP đến các doanh nghiệp trong toàn quốc. Chúng ta giới thiệu tập trung vào một số những lĩnh vực, những cái khâu mà nó trực tiếp liên quan đến công việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt là chúng tôi cũng liên quan đến vấn đề logistics là vấn đề mới mà hiện nay chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ. Hiệp định TPP mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô mở rộng hoạt động. Khi TPP đại diện cho 600 triệu người dùng Internet với doanh số bán hàng trực tuyến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến tăng 35% mỗi năm, thì việc triển khai thương mại điện tử sẽ tạo ra điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận và xuất khẩu sang thị trường mới dễ dàng hơn. Hiệp định TPP đã thiết lập các quy tắc giúp đảm bảo sự dịch chuyển tự do của thông tin và dữ liệu toàn cầu, chi phối nền kinh tế số. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm vững khả năng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu đến nâng cao năng lực cạnh tranh trên quy mô quốc tế. Với những yếu kém nội tại, doanh nghiệp Việt Nam khó có thể tự mình làm tất cả mọi việc. Do đó, để hội nhập TPP thành công, thì doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thuê ngoài các dịch vụ hỗ trợ phát triển như là tư vấn thương mại, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, marketing, thiết kế bao bì, dịch vụ tin học. Để tận dụng được lợi thế từ tự do hóa thương mại, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần nắm vững khả năng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu đến nâng cao năng lực cạnh tranh. Những tháng đầu năm 2016, hàng xuất khẩu của Việt Nam đến các nước thành viên TPP đã dần cải thiện. Đứng đầu các mặt hàng xuất khẩu là cà phê, điện thoại các loại và linh kiện, giày dép, hàng dệt may, hàng thủy sản, linh kiện điện tử, sản phẩm gỗ. Có thể nói cơ hội cho Việt Nam rất lớn gia tăng tỷ trọng xuất khẩu vào các nước thành viên TPP sau khi Hiệp định TPP có hiệu lực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy tắc xuất xứ, các cam kết để hưởng lợi từ Hiệp định này.